mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 1 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 18 đến 24 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, có bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ trời chỉ còn nhiều mây, có sương mù vào đêm và sáng. Sau đó vào ban ngày trời chuyển tạnh giáo và hừng nắng. Nhiệt độ phổ biến ở mức từ 23 cho đến 26 độ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên có thể vượt ngưỡng 26 độ. Tuy nhiên thời gian ấm áp được dự báo không kéo dài quá lâu. Từ khoảng ngày 15, 16 tháng 1, miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh, nên nhiệt sẽ giảm sâu và có khả năng xuất hiện rét đậm trở lại. Với khu vực Trung Bộ trong ngày mai do đới gió đông bắc dần suy yếu nên mưa tại khu vực này sẽ giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện vài nơi nền nhiệt có xu hướng tăng đáng kể so với những ngày tới. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây thuộc Thanh Hóa, Nghệ An nền nhiệt cao hơn. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vài nơi, nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Lui xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục có mưa giải rác ở các tỉnh Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối, còn ban ngày trời có nắng, với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 26 đến 29 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng từ 28 đến 31 độ ở Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển, trên toàn bộ khu vực biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến có gió đông nam cấp 3 cấp 4, mưa chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Sau đó từ khoảng chiều và đêm ngày 15 tháng 1 do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió tại vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh dần lên cấp 6.